Sao khi bị người khác hiểu lầm, trong cuộc đời chúng ta sẽ ít nhiều gặp phải những sự tình không thuận lợi hay những lúc bị người khác hiểu lầm, bị người khác làm tổn thương. Những khi ấy, bạn sẽ làm thế nào? Dưới đây là câu trả lời của bậc thiện trí giả. Bị người khác hiểu lầm, phải làm sao? Khi bị người khác hiểu lầm, ai cũng muốn giải thích, nhưng khi ấy không nói là một loại độ lượng. Sự tình thật hay giả, thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất. Bị người khác làm tổn thương, phải làm sao? Không nói là một loại thiện lương. Tình cảm ấm áp hay lạnh lẽo, thời gian sẽ cho minh chứng tốt nhất. Bị người chửi bới, bôi nhọ, gièm pha, phải làm sao? Không nói là một loại hàm dưỡng. Nhân phẩm của người thực sự là tốt hay xấu, thời gian sẽ làm sáng tỏ. Bị người vu cáo vu oan, phải làm sao? Đừng để ý quan tâm quá tới điều đó, bởi vì đã có luật nhân quả. Luật nhân quả vốn không phân biệt thân quen, rất công bằng. Qua vài năm nhìn lại, bạn sẽ thấy rõ được kết cục ra sao. Sống trên đời gặp bất kể chuyện gì cũng không cần phải vội vã, biện bạch, thanh minh. Điều gì cũng không cần phải vội vàng đi bộc lộ hết, nói hết. Người xưa nói, một người để học được nói chuyện chỉ cần vài năm, nhưng hiểu được cần im lặng lại phải mất vài thập niên. Độ cao của cuộc đời không phải là việc người ta có thể thấu tỏ bao nhiêu sự tình, mà là việc người ta có thể xem nhẹ bao nhiêu sự tình. Độ rộng của tâm linh phải thể hiện ở việc người ta có thể quen biết được bao nhiêu người, mà là ở việc bao dung được bao nhiêu người. Làm người phải giống như núi, nhìn được vạn vật mà cũng bao dung được vạn vật. Làm người phải giống như nước, có thể tiến thoái, biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui. Làm người chấp nhận chịu thiệt thì sớm muộn sẽ được hồi báo, cuối cùng cũng sẽ không bị thiệt. Làm người nếu bằng lòng chịu thua thì cuối cùng cũng sẽ không bị đánh mất tự tôn, mà còn giành được lòng người. Không diệt nhiều hy vọng thì có đâu thất vọng. 10 tâm thái sống bình yên. 1. Cho dù bạn đúng, cũng đừng cố chứng minh rằng người khác sai. Vị trí đứng của người đối diện con số 6 lại là con số 9. 2. Đừng nói xấu sau lưng người khác. Người khác nói thì bạn nghe, nghe xong rồi quên đi là được. 3. Không phải mỗi người đều sẽ xử lý mọi chuyện theo cách của bạn. Nếu như người khác không làm được như bạn nghĩ, hãy hiểu rằng khả năng của họ chỉ ngần ấy thôi. 4. Bản chất của cuộc sống vốn dĩ nhàm chán, thế nên hãy học cách chấp nhận nó, sau đó cố gắng hết sức, điều đó khiến mình vui vẻ. 5. Đừng phí hoài thời gian, nhân lúc còn kịp thì làm hết mấy chuyện mình muốn làm đi. 6. Dịu dàng hơn một chút, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều. 7. Thời gian để buồn phiền vu vơ chi bằng dùng để đọc sách, thực tập thiền thư giãn. 8. Đừng nghe ngóng chuyện riêng của người khác, cũng đừng chủ động kể chuyện riêng của mình cho họ. 9. Sức khỏe dồi dào là quan trọng nhất, không có chuyện gì đáng để thức đêm cả. 10. Học cách buông bỏ đúng lúc, không trốn tránh mà trở nên chín chắn hơn. Từ trái tim Bồ Đề.
hạnh phúc đến từ khi ta có một tâm thái dịu dàng. Trong xã hội ngày nay, con người thường thích chỉ trích sai lầm của người khác thay vì nói những lời tán dương, khen ngợi. Có thể điều đó sẽ giúp họ cảm thấy mình giỏi hơn người khác, mình ở vị trí cao hơn trong xã hội và cảm thấy tự tin hơn ở bản thân. Thế nhưng, theo thời gian lâu dần, những suy nghĩ ấy trở nên ăn sâu vào tiềm thức, khiến cho chúng ta càng trở nên ích kỷ, hẹp hòi. Chẳng bao lâu nữa, những người yêu thương cũng lặng lẽ rời xa ta. Bởi khi phán xét người khác, ta đâu còn thời gian và trái tim để yêu thương ai được nữa. Xin nhớ rằng, chúng ta là con người, ngoại trừ thánh nhân, sai lầm sẽ chẳng bao giờ bỏ qua bất kỳ ai trong chúng ta. Nhưng mà, chẳng phải nhờ nó mà chúng ta mới trưởng thành như hiện tại hay sao? Vậy thì có lý do gì để cho chúng ta ghét bỏ những sai lầm, chỉ trích những người từng phạm sai lầm và oán trách bản thân khi mắc sai lầm, khi đối mặt với mọi chuyện ở đời bằng ánh mắt khoan dung? Bạn sẽ không tùy tiện tức giận, bạn sẽ biết cách nhẫn nhịn, và dần dần trái tim bạn sẽ giàu lòng vị tha. Nếu chỉ nhìn bề mặt, chúng ta chẳng thể nào hiểu được hoàn cảnh của người khác, rằng họ đang trải qua biến cố gì, đang khó khăn ra sao. Người xưa vẫn thường nói, có từng chịu đựng đau khổ mới hiểu được nỗi đau của người khác, có từng đi con đường gập ghềnh nhấp nhô mới biết thương người khác, cũng phải trải qua như vậy. Nếu luôn có thể thấu hiểu và cảm thông cho người khác, chúng ta sẽ tránh khỏi rất nhiều tổn thương không đáng có. Quả thật, cuộc đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy nếu chúng ta biết đặt mình vào vị trí của nhau. Một ngày trăm cõi tạm dung, vạn điều độ lượng sống chung trọn lành. Vì mình trong cả chúng sinh, thì vui với sự viên thành của nhau. Tay sen chất nụ nhiệm màu, chân thành chúc một năm đầu vạn an. Hãy chăm sóc thân tâm mình như chăm sóc vườn cây. Chúng ta quan sát để thấy rõ, khi mùa nắng nóng, chúng ta không thấy cỏ mọc, nhưng khi có một hai trận mưa đầu mùa thì đủ thứ các loại cỏ dại đua nhau mọc xanh mướt. Cỏ dại chẳng ai trồng, chẳng ai chăm, chẳng ai tưới tắm hay bón phân gì, nhưng sao nó cứ mọc tràn lan xanh tốt. Còn cây ngon quả ngọt hoa thơm thì ôm trồng chăm bón tưới tẩm mỗi ngày mà vẫn khó xanh tươi. Con người chúng ta cũng vậy, điều ác, điều xấu, chẳng ai dạy, chẳng ai khuyên, nhưng lại tồn tại và phát triển khắp nơi trong tâm và trong mỗi gia đình, xã hội. Còn điều tốt, điều hay, điều lành thì gia đình dạy, trường học dạy, tôn giáo dạy, thì có mấy ai làm được? Bởi vậy, trong tâm của mỗi chúng ta, các hạt giống xấu ác, bất thiện rất dễ dàng sinh khởi và phát triển trong mọi hoàn cảnh. Chỉ cần một chút thuận duyên là biết bao nhiêu tâm bất thiện sinh khởi như cỏ dại gặp mưa. Ngược lại, những tâm tốt như bố thí, cúng dường, tha thứ, kham nhẫn, vô tham, vô sân, giữ giới, chánh niệm, thì cho dù có tu học mỗi ngày, hướng dẫn mỗi ngày,
chăm bón mỗi ngày. Nó vẫn khó phát triển, khó sinh sống, có khi không mọc nổi, đôi khi cũng chẳng thấy nảy mầm, nhưng hạt giống gặp phải mảnh đất khô cứng. Chúng ta hãy cố gắng chăm bón tâm của chúng ta mỗi ngày, sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Vì làm ác cũng là một thói quen, làm thiện cũng là một thói quen, siêng năng cũng là một thói quen, biến nhát cũng là một thói quen. Hãy tập cho mình những thói quen tốt, thói quen thiện lành. Sau một thời gian, nó sẽ che lấp và lấn át tâm bất thiện, tâm xấu ác. Cũng như khi chúng ta trồng cây, tỉa hạt, lúc còn nhỏ, nó vẫn bị cỏ dại lấn át và mọc khắp nơi. Nhưng sau một thời gian chúng ta làm cỏ, chăm bón, tưới tẩm, cây được lớn lên và cành lá xung xuê, thì lúc này cỏ không còn cơ hội để mọc nữa, vì nó đã bị cây trồng che kín và lấn át. Lúc này ta mới có thể thu hoạch hoa thơm quả ngọt. Chúng ta thường xuyên làm thiện như bố thí, cúng dường, nghe pháp, hành thiền, niệm thượng ân Đức Phật. Sau một thời gian miên mật, chúng ta sẽ thấy tâm mình tốt hơn. Các tâm bất thiện, xấu ác sẽ dần dần tiêu mòn và yếu ớt. Chúng ta sẽ thấy một cuộc sống an vui, hạnh phúc, độc thân với cái nhìn của đời sống tâm linh. Trong hiện kiếp này, những người nào độc thân mà có hiểu biết thì hãy biết đó là phước báu, còn nếu không biết thì nó là sự tủi thân, sự mặc cảm, tự ti kéo dài trong cuộc đời mình. Hoặc những người nam hay nữ mà chia tay bạn đời của mình khi mình còn trẻ, mãi cho đến khi mình lớn tuổi không gặp được người nào khác, thì đó là phước báu nếu ta nói về đời sống tâm linh. Nhưng sở dĩ trong đời thường người ta rất khó sống ở chỗ miệng lưỡi thế gian, người ta nói theo cái pháp thế gian, bị xem rằng đây là những người cô độc, những người bất hạnh, những người bị xem là trái độc không con, không chồng, không vợ. Nhưng nói về tâm linh, nó là phước báu nếu mình biết rõ như vậy để mình sử dụng. Bởi vì trong luân hồi, mình không tạo tác cái nhân ái dục nữa, đến đây dừng lại. Những ai quá đau khổ về đời sống hôn nhân của mình mà thấy rõ, biết rõ trong tâm mình khởi lên một lời nguyện rằng: nếu tôi còn luân hồi thì xin cho nghiệp ái hãy kết thúc, bởi vì nó là một trong những nghiệp nặng nhất trong tâm tham. Nếu mình thoát ra được thì xem như 50% đời tu mình đã thành tựu, mà không được, mấy ai ra khỏi nghiệp ái thường là dính hết, dính đủ thứ, nhưng ái dục là nặng nhất, bởi vì nó thuộc về cái bản năng truyền giống. Đến thời kỳ đó, đến lứa tuổi đó, thì bản năng truyền giống nó thôi thúc. Thêm một cái nhu cầu về vấn đề tình cảm, nó cũng thuộc về cái hỷ lạc và tham mà mấy ai sáng suốt để nhận ra. Trừ khi những người đó trong tiền kiếp người ta đi một đoạn đường dài về tu tập thiền, người ta nhận ra được. Vì vậy, nếu chúng ta muốn sống trong thế giới của chư Thánh Hiền, chư Phật giải thoát,
thì con đường của chúng ta chỉ là con đường của sự buông xả mà thôi. Và các con đường còn lại là con đường sai lệch do nghiệp chướng dẫn dắt. Con đường của sự ngăn che chúng ta không thấy, không biết và rơi vào sự khổ đau. Một khi khổ đau rồi thì chúng ta thoát ra được, vì chúng ta không thấy con đường thoát ra và phương cách để thoát ra. Hãy trân quý thời gian ít ỏi, hãy cho chúng ta cơ hội biết được Phật Pháp, kẻo sau này phải tiếp nối tiếp lúc muộn màng. Dư luận thế gian không đáng sợ, điều đáng sợ là quá sợ hãi dư luận. Chết không đáng sợ, điều đáng sợ là quá sợ hãi cái chết. Người đẹp không đáng sợ, điều đáng sợ là con tim yếu mềm. Cô đơn không đáng sợ, điều đáng sợ là sợ hãi cô đơn. Khúc gỗ và con mọt. Có một khúc gỗ đang nằm nhàn hạ. Đột nhiên, có một con mọt từ đâu bay đến, suốt ngày cứ bò qua bò lại bên trên thân nó. Khúc gỗ không chịu được nên yêu cầu con mọt: "Này chú mọt, không nên bò lẩn quẩn ở đây. Chú mày nhỏ như vậy, còn ta to như thế này. Chú mày yếu ớt như thế kia, ta mạnh mẽ như thế này. Nếu như ta nhúc nhích một cái thì sẽ đè bẹp chú mày, đè chết chú mày ngay đấy." Con mọt cố gắng bò đến ngực, lớn tiếng trả lời khúc gỗ: "Ông đừng có tự cao tự đại, đừng có coi tôi nhỏ bé nhé. Tôi từ từ có thể gặm nát như thân ông, gặm ông đến ra bột luôn đấy." Khúc gỗ cười lớn tiếng đáp: "Chú mọt, không nên ba hoa chích chòe như vậy. Chú mày làm gì có bản lĩnh đó?" Con mọt nói chắc chắn: "Chúng ta cũng có thể thử xem sao." Vì thế con mọt bắt đầu chăm chỉ gặm khúc gỗ. Ngày mưa, ngày mù gì nó cũng cần mẫn gặm. Cả ngày nắng đẹp trời cũng đều gặm. Năm tháng trôi qua, cuối cùng con mọt cũng gặm khúc gỗ ra thành bột. Con người chúng ta hay phạm phải tật coi khinh người khác, coi trọng bản thân, vì tư tưởng như ta lớn mày nhỏ, ta mạnh mày yếu. Giam hãm trong nhà giam, cuối cùng cũng bị sập đổ biến thành một gỗ mịn. Lớn không sợ nhỏ, dương dương tự đắc. Con một bé nhỏ cũng có thể gặm nát cây gỗ, từng giọt nước nhỏ cũng làm thủng xuyên qua đá cứng. Một tí phân chuột cũng làm thối cả nồi cháo. Một người hư đốn có thể quậy phá long trời lở đất, làm tan nát một đoàn thể. Giống như vi khuẩn trong thân thể loài người, cho đến loại vi khuẩn mà mắt thịt không nhìn thấy được, một khi truyền nhiễm lây lan dần dần vào cơ thể thì thân thể cao lớn bao nhiêu cũng bị mục nát sập đổ xuống. Tuy nhỏ nhưng uy lực vô cùng, quả thật không nên coi thường. Trong kinh Vì Tàng Hữu, Đức Phật khai thị: "Như giọt nước mưa, hạt sau không kịp hạt trước, tuy không kịp nhưng cũng có thể làm đầy cả chum lớn." Việc tu học trí tuệ cũng giống như vậy, bắt đầu từ việc nhỏ, cuối cùng sẽ thành tựu. Tu học Phật Pháp cũng giống như vậy, làm người, làm việc cũng giống như vậy, tất cả mọi sự vật cũng đều như vậy. Đều bắt tay từ việc nhỏ mà đạt đến việc lớn, chỉ cần có một nền tảng vững chắc, bắt đầu một cách cẩn thận, không coi thường việc nhỏ, thì lo gì sẽ không thành tựu được việc lớn. Từ cái nhỏ mà có cái lớn, bắt tay từ việc nhỏ bé cũng giống như
xước ngược cái mía, càng ăn càng ngọt, càng thơm. Nước rơi từng giọt giọt thôi, lâu ngày chày tháng đến hồi tràn lu. Chút chút việc ác mặc dù ngày qua tháng lại, người ngu ác đầy. Nước rơi từng giọt giọt thôi, khe mương trăm nẻo đến hồi thành công. Chút chút việc thiện nhẹ bồng, mai kia vô lượng hư không cũng tràn. Kinh Pháp Cú, câu 121-122. Tu là hạnh phúc với cô đơn. Đôi khi người ta nói rằng tâm linh là một cuộc hành trình cô đơn. Trong giai đoạn đầu của cuộc hành trình tâm linh, chúng ta có thể cảm thấy rất cô độc. Vì thế giới quan của chúng ta đang thay đổi, chúng ta có thể rất nhiều cơ hội. Trong giai đoạn đầu của cuộc hành trình tâm linh, chúng ta có thể cảm thấy rất đơn độc. Vì thế giới của chúng ta đang thay đổi, chúng ta có rất nhiều cơ hội và chúng ta không tìm thấy nhiều người cùng chia sẻ về mọi thứ. Điều quan trọng là dành thời gian này một mình trong cô đơn hoặc thiền định để hiểu sâu hơn về bản chất thực sự của chúng ta. Một khi chúng ta bắt đầu đào sâu thực hành, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng chúng ta không đơn độc như chúng ta nghĩ và luôn được kết nối và hỗ trợ bởi những điều vô hạn. Câu trả lời mà chúng ta đang tìm kiếm xuất hiện trước mắt chúng ta trong thiền định, qua sách báo hay bất kỳ người nào. Một khi bạn thức tỉnh, bạn sẽ không vướng vào những mối quan hệ phụ thuộc vào nhau, bởi vì bạn sẽ học được nghệ thuật của sự cô độc và hoàn toàn là chính mình. Đây là lúc bạn được kết nối với cội nguồn tâm thức của mình. Một khi bạn thức tỉnh, bạn sẽ không vướng vào những mối quan hệ phụ thuộc vào nhau. Năng lực ở một mình là khả năng yêu thương. Điều này có thể nghịch lý với bạn, nhưng không phải vậy. Đó là một sự thật hiện sinh. Chỉ những người có khả năng ở một mình, có khả năng yêu thương, chia sẻ, đi sâu vào cốt lõi sâu thẳm nhất của người khác mà không chiếm hữu người kia, không trở nên phụ thuộc vào người kia mà không làm biến người kia thành một điều gì đó khác và không trở nên mê nghiện người kia. Họ cho phép người kia tự do tuyệt đối vì họ biết rằng nếu người kia ra đi, họ vẫn sẽ hạnh phúc như bây giờ. Hạnh phúc của họ không thể được lấy đi bởi người kia, bởi vì nó không được cho bởi người kia. Xin nguyện sống thênh thang đời của gió, buồn xa vời không giữ một làn hương. Thôi trói buộc ai làm mình đau khổ, chẳng tơ vương thì cách trở ai buồn. Tu là trở lại nguồn chân, vẹn tròn bi trí mà thương cuộc đời. Làm sao khi bị người khác... Nam Mô Bụt Tha Ya.